lắm nhỉ. Nếu dễ thì còn có cái ne dễ chơi, nhưng mà nếu không free. Mấy con free à, mấy con free thì có con mấy con Mirage dễ chơi. Hoặc là con Rubico cũng được. Hãy chơi rồi. Đánh chưa? À chưa đánh mà. Chém chạy quá. Ô chết rồi. Bà bé quá. Cay thế quá. Đánh được nhau nhá, để ý em ơi. Đánh được nhau nhá, để ý em.
vào nhau là bị bay nhá, để ý như Three, two, one, brawl! Lộn đánh nhau kìa. Đấy bảo nhá, em bị rơi xuống đấy. Em nhảy một cái. Em bật tấn đánh mặt, đánh lặng một cái. Xem nhảy một cái nữa. Hiểu không? À. Em đánh lặng ấy thì em cứ bay lên. Thì khi bị rơi ra ngoài thì em đánh lặng một cái. Nhảy một cái này, đánh lặng một cái này, nhảy nữa. Nhảy một cái, đánh lặng một cái. Nhảy một cái, bay lên cao lên thôi được không? Ở đi phải cần luôn. Ok em ơi. Trong khi rồi nó tao lâu cuối cùng ấy. Mày xử nó đi, mày đánh xử. Ai đi về chúng mày luôn ạ. Koji. 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 Three, two, one, brawl! Thôi đi, đéo. Map đéo. Ok, thì lên ạ.
Ê. Kinh quá. Thấy rồi. Quá tiền rồi. Con nào mà tầm con ngon. Tụ. Thank you.
Strike A. Chơi gì đi anh? Bahala. Ảo vãi luôn. Này mình gặp rồi sao ấy? Hai mình gặp rồi. 3, 2, 1, brawl! Chết rồi. Thằng chết nhà đấy mày. Anh em mình là trộn luôn gì vậy? Nhanh quá, anh em quả đầu chất nhạt quá. À nó mới mở 3v3, sửa được 3v3 luôn. Thank you.
Thôi nhập. Kia. Thôi kia. Kìa bên kia chết chết kìa. Em đang phải dí theo nó em ạ. Kìa đây. Nó đang thấy nó rơi xuống em phải dí theo nó để chết thằng luôn. Mình ở trên của đà. Lại đi. Đây đi. Không mình của mình của đà, em của đà để dí theo nó luôn, chết thằng luôn. Em đi rồi. Ngoài này chơi con đi tiêu vô thôn thì nhiều cái lồn. Ừ. Bọn này bắn đồ bắn game đất. Cái lồn đó chung sẵn trái. Nó phải cái con game đéo có yêu game kéo hay cái gì đi. Con game nó lặng vào mắt con rộng. Thì con mẹ hôm em phải về chơi thì có máy em có ác mà. Càng này nó không nặng. Cái này có gắn bô kìa. Gắn bô kìa. Cái gì hết? Ở trên này có gắn bô kìa. Bây giờ ăn gắn bô mấy lâu xem vừa đầy. Bây giờ chơi warm thôi, chơi xấu ấy. Đúng rồi. Ờ warm ấy. Có. Cái thỏ lột hết rồi. Đây bản mới đẹp ấy hồn luôn. Mày lên tìm bản mới nhất. Tí nó gửi bản mới. Ô, đánh bản đi ra. Cái bản warm mới nhất này, cái bản mới mà tìm bản mới nhất đấy, bản đấy đẹp lắm, vừa đẹp vừa hay, vẫn có người chơi đấy, bản đấy giải trí cũng được, chứ không có giải trí được, bé mắt bé vậy. Cái thằng quá đẹp, nó giải trí đâu anh ạ? Cho gì? Cho warm á? Ờ. Giải trí là điện bé nó quá đánh nhau. Bản 350.000 thôi. Ừ. Bản mà vô chấp MD 350.000 này. Ờ. Lòng sale đấy. À không có sale đâu. Không. Ý là sau này bình thường có sale. Có sale thì mua đợi có chơi này. Anh thử làm sale. Tìm được mấy người ấy nhở? Tìm gì? Có vua người này. Đâu? 8 người. Rồi chơi được tìm mấy người nhở? Có chưa tìm nhở? Chưa tìm được, chưa tìm cũng được mà chơi riêng cũng được. Ừ. Nhưng... Có tạo phòng tự bắn được nhưng mà chơi tìm chưa hơn. Trận phòng tự bắn được, chơi tìm được, được hết.
Hey, Snicker! Watch me lift this! Đây rồi này. Đậu. Nó sao tôi chết vậy? À gấp không? Dặm 7. I got a pink big rod. Hi. Got a mag. I think I got. Let's get big. Oh. Oh. I got your vibe. Still down here, though. He's Brawl! Thằng kiểu em dí theo lối mà đừng để nó quay lại. Ôi đi cắt nhầm. Kiểu quay về thì cố quay về, mình cố gắng đón này giết nó luôn này, đừng cho quay lại gì à? Nữa đi. You okay?
À, nó ngon quá. Anh nhầm, anh bay. Anh. Cái nào vậy à? Hết rồi. Dễ. Hay á. Chịu rồi. Mày thấy sắp lên danh rồi kìa. Không muốn rửa mắt rồi. Ủa, sao chơi tiếp vậy? Mắt kìa, nó đòi remote. À mà mắt là ít vậy luôn. Kiểu phải chuỗi đúng không? Ừ. Chuỗi. Anh nào cho con đấm không đấm lại. Cay à. Chơi game cay cú à. Chết rồi. Khỏe lắm. Đi. Đồ cá đi. Ngay thật đấy.
bên kia. Ông nó khó chịu quá. Giết nó rồi gì? Cái quá. Cái thằng đánh hay thật sự luôn đấy. Nó không gì ba. Ăn điên chạy à? Thôi mày bắt. Chứ bàn phím không đau game ạ. Chứ tay cầm bấm lâu đau game ấy luôn. Chứ tay cầm bấm dễ hơn và đau tay hơn. Đâu rồi? Cái gì đây? Nhập kìa. Mày đánh anh. Được kìa. Chị phải lên. Thằng kia tốt hay là đấm mình ra 3 lần liền.
Mà mất cả đôi luôn. Thôi. Giờ sao giờ? Sao đến hai thằng bây giờ? Chịu, em bọn nó quá tấn. Nhiều cái mà em không biết chơi. Ví dụ có nhiều chiêu mà không biết là thế nào. À, thì chơi nhiều rồi. Ôi, phải rồi. Ngủ chưa? Ơi kìa, ấn nhầm luôn. Gì à? Hả? Đấy, không.